Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ chơi lại những mặt diễn viên tập kỹ trong một bộ trang phục ACE rất là đẹp trai và cool ngầu nha. Một bộ trang phục rất là năng động, nhưng mà nó không phải là tip dành cho những cái người lười như mình. Mình chỉ giỏi ăn, ngủ và chơi game thôi, còn mọi thứ là tới đâu tính tới đấy, chứ không có tính lâu dài được. Mất công tính nhiều nhanh già thêm. Và bây giờ các bạn thấy rồi, năm mới chuẩn bị tới rồi. Thấy bữa nay rần rần mấy đứa bạn mình là rủ nhau đi xem pháo bông. Mà mình thật sự là từ khi mà mình từ bé đến giờ là mình chưa biết cái mùi pháo bông là gì luôn. Ủa, tim đập thế nhở, đừng biết ai đấy. Tiên tri soi xong rồi tiên tri cứ... Ai vậy? Leo à? Chết rồi, ngu rồi. Ai mà ngờ ông cục xúc vậy, bò núp thử cái tường xem. Mình mong là ông không thấy. Anh ơi đừng thấy em anh ơi. Ok, nó không thấy thật kìa, trời ơi. Vãi cả thanh niên. Bó tay luôn á, vậy mà không thấy nữa. Rồi, đẹp đẹp, có robot của Mech ở đây. Cái việc sử dụng robot của Mech ấy, sự trị thương cho người khác thì nó không bị tiêu hao nha. Mà sử dụng cho chính bản thân của Mechanic thì sẽ lại bị, nó ngộ nghĩnh ở chỗ đấy. Cái thứ hai là mở cổng cũng vậy, mở cổng không bị tiêu hao luôn. Mấy con robot này rất là dễ thương, cao lều nghèo, nhưng mà các bạn nhìn theo kiểu kinh dị ấy, thì cái mặt nó lại ác ác, kiểu nó đa nhân cách. Lúc đầu mình cứ tưởng đây là cái bộ trang phục của Mechanic cơ, mà không ngờ đó là cái con robot. Nó ngộ nghĩnh, tại thấy nó cao. Chứ bình thường mấy cái phụ kiện, những mấy con robot này nó lùn lùn, nó bự bẫm như thế này đâu. Rồi. 1. Rồi, để giờ mình đi cứu sớm nha. Đứng xa quá. Thăm dò là chắc đi lục giấy rồi, không có thời gian rảnh rỗi thì mình đi cứu đâu. Các bạn có thể ném cái quả bom lửa vào trong ông leo để cho cái thằng cha này không có sử dụng được skill, đặc biệt là tạo rối, tạo... Đấy, chưa kịp nói nữa. Ui, may quá. Cứu được rồi, hay quá. Thường thường mà cứu kiểu đấy là kiểu gì cũng sẽ bị ăn hai hit một lúc ấy. Mà may quá mình né được. Xồi, con dùng nhàm nó dí. Đừng có đuổi. Nó thu hồi rồi. Có khả năng thu hồi hoặc là hết năng lượng. Ngày xưa mình còn ở ngoài quê thì không biết là chú mình lấy đâu ra được một cái viên pháo bông về á. Rất là buồn cười, cái đèn pin mà kiểu nhôm ngày xưa giờ là không có đâu. Nếu mà giờ có thì chắc phải ra ngoài Bắc mới có, chứ ở miền Nam này mình thấy không có. Tháo hết, rột hết đèn ra, chỉ lấy một cái phần thân thôi, là cái phần nối giữa cái đèn với lại nắp pin đó mọi người. Nhét cục pháo vô, bắt đầu cột lên cái cây anten á. Sau đó là châm cái ngòi, châm lửa vào cái ngòi để cho nó cháy hết cái đuôi lửa đó, là nó sẽ bắn lên trên trời. Mà không ngờ sao nó bị kẹt đạn, nó không có lên được. Ai mà ngờ. Thế là pháo bông thay vì bắn lên trời thì nó lại phụt xuống dưới chân của cái cây anten ngày xưa. Trời ơi, chú với hai đứa anh em mình chạy nhong chạy. Vậy lửa nó cứ tóe ra xuống mặt đất ấy, nhìn rất là sợ luôn. Mà mình nhớ cái lửa hôm đấy là màu xanh lá. Đúng rồi, pháo bông màu xanh lá, nhìn rất là hãi hùng. Vừa đốt lên cứ nghĩ là nhìn lên trời nó sẽ được một viên pháo bông ở nhà, mà không ngờ đâu, nó bắn tè loe ra dưới mặt đất. Trời ơi. Mà nhớ cái buổi hôm đấy là mất điện nữa. Sáng hết một nhà luôn, công nhận, hay. Mà tính ra thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Ôi, nổ máy rồi này. Từ từ nha. Ai gục. Thăm dò ra mở cổng đi, người ta binh rồi, ông còn bao nhiêu phần trăm.
Rồi ngày trước là ở bên cạnh nhà hàng xóm có cái loại cây là dâu da á, nó ném con rối kìa. Ghê thật đấy. Nát con robot của Mách rồi. Đừng có để tôi mở cổng mọi người ơi. Nó mới dịch chuyển rối mất một khoảng. Ui thăm dò. Khổ. Có ai mở cổng giùm. Ui dồi ôi, tiên tri lại bay. Sao kỳ vậy nhờ. Rõ ràng team rất là ngon đây này mà đứa nào cũng bị gục. May quá có Chiaki tới à. Mechanic. Để em vòng lại cứu xem. Không hiểu luôn nữa. Không biết là cho lên bóng ở chỗ nào thiệt. Đây 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 rồi. Nói chung là cái trận này mình có chơi với team cho nên là cái pha cứu mắt đỏ thường thường là đồng đội nó sẽ họ sẽ có một cái phong thái đó chính là hiểu ý nhau này. Rồi họ cứu được thì vui mà không cứu được thì cũng thông cảm cho nhau. Chứ nếu mà các bạn chơi riêng lẻ thế này mà trong trường hợp mắt đỏ thì mình nghĩ là nên thoát là tốt hơn nha. Bởi vì cứu được thì họ cảm ơn mà cứu không được là họ chửi đấy. Nên thôi đừng có làm người tốt quá. Và nên áp dụng trong những trường hợp đi team như mình thì sẽ tốt hơn. Trời ơi. Ủa nó không. Nó chết tôi rồi. Ui. Dính ngay cục sô-cô-la đập mặt vào tường. Ủa nó đâu rồi. Nó không đuổi nữa rồi. Mình nhiều bom lắm. Tha hồ mà chơi luôn. Thích nhất là cái quả bom băng đó mọi người. Bom băng mà đi qua cửa sổ cái là leo trèo rất là chậm luôn. Đập ván này, xách bóng này. Hết mắt đỏ rồi, mình không có sợ. Thôi đi vô. Yeah. Thế mà thăm dò lại thoát được. Tài. Phải gọi trận này hay chứ bộ đúng không? Quá hay luôn, cứu được, đỉnh. Ok, mình đã quay trở lại với một trận đấu thứ hai Bệnh viện Thánh Tâm đây. Ủa, vẫn là hình như là cái map hồi nãy đúng không? Nhưng mà khác cái là mình đổi bộ trang phục cho nó màu mè thêm tí thôi. Nay gặp hề. Nhân vật này các bạn nên nhường cổng cho đồng đội mở nha. Chứ nếu mà các bạn cũng không có nhường cổng, các bạn cứ mải mê các bạn bấm á, là các bạn cũng sẽ bị chửi đấy. Chỉ bấm khi mà các bạn đang ở một mình thôi. Còn có bạn bè rồi team bên cạnh thì để cho đồng đội mở. Mà nói chung là bạn nào mới chơi thì có thể là chưa biết thôi. Còn bạn nào chơi lâu rồi, nhân vật này chơi lâu rồi. Mình nhớ cái đợt ra cái nhân vật mới này là cùng có cái đợt collab Tomie luôn. Và clip đó của mình hiện tại được 131.000 view rồi sao ấy. Đã, thật sự rất là đã luôn. Và mình thấy hầu như cái collab đấy rất là nhiều bạn mong chờ nó quay lại. Không có collab được mong chờ nhất ấy. Ô tiên tri cho bạn lính thuê cú. Chán quá. Nhẽ ra là cũng để dành cú mà đi cứu sẽ tốt hơn rất là nhiều. Hè nó free hit mà. Trời ơi. Thôi xong. Ban đầu cứ nghĩ hè ăn mặn đuổi nếp nhưng cuối cùng vừa miệng. Khá là vừa miệng. Rồi, thanh niên này ngồi ghế lâu lắm, cứ tàn tàn đi sửa máy thôi, đừng có đi cứu sớm, rất là phí. Rồi, ông lắp phụ kiện vào. Được free 2 hit á, cho nên là bút cú như thế thì tiếc quá. Nhưng mà có khả năng là hai bạn này chơi cùng với nhau à. Cũng Trung Quốc với nhau. Rồi, ra cứu đi. Cả nhầy tí là cũng hết thời gian giờ.
kìa. Thanh niên không biết mình đi cứu luôn. Cứu không biết luôn á, thiệt. Tên hề ngây thơ. Ê chị Thương này, tin lính thuê chơi kiểu sao á, găng tay một nồi mà cuối cùng cũng bị ăn đập kìa, lãng xẹt. Ngày hôm nay mình cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà gặp lại cái cô vừa rồi mình học. Cái cô rất là ham kiểm tra bài cũ. Học, ví dụ như các bạn học đến bài số 8 rồi, nhưng mà cô ấy vẫn mở bài số 1 ra kiểm tra. Kiểm tra theo kiểu họ định nghĩa, rồi điền từ các thứ. Những cái thứ gì, những cái câu chữ gì mà họ chiếu lên trên máy chiếu là sẽ hỏi hết lại. Mắc mệt. Tiên tri vậy mà nó không cứu lính thuê. Úi dồi. Thiệt á, mình không cứu lính thuê được, không biết là ai cứu luôn á, thiệt. Để mình ném cho quả bom ở đây. Không không, vẫn dí lính thuê không hiểu luôn. Hai người này kiểu kiếp trước mang nợ nhau cái gì á. Đi qua đây này. Úi dồi ôi. Nổ máy, nổ máy không? Ôi, nổ máy thật kìa. Không hiểu sao đi đuổi lính thuê luôn. Ngộ nghĩnh nhí, là lùng nhí. Thôi xong. Bị nó thồn. Bị nó thồn rồi. Khóc, thực sự khóc. Chắc là hai người quen với nhau, nợ tiền nhau không trả đây. Giết cho bằng được. Này, có tiên tri tới, các bạn để cho tiên tri bấm cổng. Đó. Nhanh nè, nhanh 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 nhanh. Come on. Rồi. Không biết cô bé Chiaki kia sao rồi. Thoát luôn rồi. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip đấy nha. Bye bye mọi người.